Bữa nay thì chị Tám em qua rước con gái về bển này cô chú. Thơm nhiều lắm. Có gì à, không có gà hương gì Việt Nam. Bữa này ngon không? Dạ, Mi Thành chứ không kìa, Mi Thành chứ không. YouTube mà con đi học rồi để dành gì đó. Không nổi à. Trời ơi, măng giả đi mua, em mua vàng tổng măng giả kìa. Trời ơi, trời tôi cũng có được chứ. Cảm ơn chị nha chị. Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Mẹ em lọc dừa đang chuẩn bị làm bánh canh nữa rồi cô chú ơi. Bánh canh mặn. Bánh canh mặn nhân tôm. Đúng rồi anh ơi. Chị Tám em bữa nay đi qua rước con gái chị về bển học á cô chú. Chị nghỉ làm công ty rồi, chị qua đây rước nó về bển, chị buôn bán gì đó. Rồi ở nhà giữ con, đưa nó đi học. Người ta tên Mộng Nhã đó. Qua giờ bắt kêu Mộng Nhã mới chịu đó. Bữa nay thì chị Tám em qua rước con gái về bển này cô chú ơi, cho nên ship đồ đi về. Để mẹ nuôi mẹ cực quá à. Em thì cũng ngồi ship đồ đang chuẩn bị về Trung Quốc. Ship trước đi, hỏi tới em ship. Bữa nay bầu cử sùm qua đến giờ. Mẹ em lột được nhiêu tôm này nè cô chú. Ký ngoài á. Còn 2kg luôn đó, giờ nó uống bánh canh. Mẹ mới nấu cái bột đây xong rồi nè cô chú. Mới đảo gần trước đảo vô cái là mẹ nấu xong rồi đó. Cái muỗng. Cái muỗng nhất chưa rửa, chưa cho xong. Tôm nhóc. Dạ ông bà cô chú ơi, dữ lắm tôm rồi, bò hổm mày nấu bằng gì mẹ, bò hổm mày nấu bằng gì? Ủa tép mãi, chú. Nhỏ. Ủa tép bạc, này tôm, này tôm càng. Bởi vì nó đỏ nó ngon coi nè. Cái này là mẹ em nấu nó lên màu nghe cô chú chứ không phải bỏ gì đâu. Nấu mai bỏ gì nè, bưng đi đi. Chị tôm góc nút nhang đàng hoàng. Thôi em hai chén đi. Thì hai chén hành xích lên. Ừ, gì ngon rồi nè. Mày giỏi lắm mày. Trời. Không, chết. Tôm nhiều lắm. Mấy ngừ để coi coi. Kiếm coi, kiếm coi. Mẹ lụm được 5.000 cho con nè. Còn đậm đồ đâu, còn pha đồ bỏ nó đi vô ăn nè nghe. Nóng nè, rồi ăn đi. Ông bà cô chú ơi, em ăn nước cốt dữ lắm luôn coi nè. Nhiều tôm không? Đắc chi là hấp dẫn luôn, còn anh này thì đang chan nè. Tiêu ra anh, tiêu ra anh. Anh ăn tiêu không anh? Nè. Sành đâu rồi? Nó bị sành đó, mẹ cho bị sành đó. Ghế là ổn tiền lắm đó, bà là tô bự nữa nha. Mama chưa kể nế ti đó. Chẳng mà tô tua bị đánh hay tua nữa. Cảm ơn mẹ. Ôi khỏi cảm ơn. Nấu không biết sao. Kệ. Nấu. Bánh canh. Bánh canh mẹ làm. Để con tô ít thôi. Đó. Để ăn không hết. Tôi nó bự lắm hết. Trời ơi, canh ngon muốn chết mà ăn không hết. Tôi nó bự thiệt. Mời ông bà cô chú anh chị ăn bánh canh với gia đình em nha. Bánh canh vậy cho ăn hết trơn à. Ờ, mình ăn dữ lắm ăn mà, ăn hơn con mà. Mình ăn cho lỗ luôn mà. Lớn thoại mẹ hả? Ừ. Bữa nay có vừa ăn không? Sầu riêng rất là xuê. Bây giờ là về bà nấu gì cũng chê hết trơn á. Chứ qua đây nấu gì cũng quất hết trơn á. Không biết chê sao? Chờ xong chê. Tôi nấu rồi chê đó. Ở Việt Nam nó ăn cái gì cũng ngon. Mẹ nấu là ok. Okay. Về bà nấu không ngon. Mẹ bà nấu không? Dâu sành bữa nay ngon, dâu sành. Bị sành nói về bà nói là nấu món gì không có ra hương vị Việt Nam. Bữa này ngon không? Đó. Ngon không à? Đó. Thiệt không? Dạ. Mình đánh mày. Đeo cộng dây chuyền ga ten đen lùi. Ngon anh ơi. Ngon. Mặn. Không hết rồi. Thôi nhiều quá. Thả nước rồi. Ơi. Giờ bẻ dừa cô chú ơi. Dừa này vừa ăn hôm bữa giờ không ai bẻ vậy, anh bẻ lên bẻ thằng hỏi anh bẻ đi. Bẻ đừng buồn. Ủa đâu buồn dừa đâu anh Phước?
Gấp xong rồi nè. Thêm một buồng nữa. Leo lên này, sụ hai tàu dừa xuống luôn. Dĩ tường nè ông bà cô chú, tiền cho đi học để dành cái này nó về nè, bây giờ nó kêu em đem về Trung Quốc đi, giờ mới đặt ra nè cô chú. Đổ ra bây giờ. Đổ ra xong rồi tôi thầu chuyện. Tội nghiệp không? Cho không ăn cái gì đó. Ôi trời, cái này là để dành lâu lắm nên mới được nhiêu đây á. Nó nhét cho nó nói mẹ con được cỡ trăm mấy đó mẹ, đem về bán đi mẹ. Dĩ tường. Để đây. Vô đây nè con, đập heo nè ha, đập heo con rồi nè. Mày đập heo này nha con. Con vàng đeo nè. Con tiền con đi học con để dành đó hả? Ngồi xuống đi Tường. Trời trời. À không ăn mà để dành tào lao chưa, có nhiều tiền đâu để dành gì đó. Ship ơi. Một ngày cho đi học nhiêu tiền hả, cho nhiêu tiền? Cho 20 rồi 25 rồi. 20 25 rồi họ không ăn rồi để dành nhiêu, 5 ngàn, 10 ngàn, 2 ngàn là để dành đó hả? 20 25 là từ sáng tới chiều, 2 buổi ngày không đó. Rồi vậy con không ăn thì con để dành rồi con đi học tiền đâu ăn. Tào lao chưa, mai mốt không có gì nữa nghe. Mai mốt mai mốt ăn là ăn đi. Dụ như cho 25 ngàn thì người đó ăn 10 ngàn. 10 ngàn, 15 ngàn còn như để dành. Mẹ mốt không có gì nữa nha. Trời, cho ăn đi nha. Ali. Mẹ có tiền. Để bản bạn ăn rồi hà tiện vậy rồi nhịn cho miệng bạn hả vậy. Vậy mà tao bữa giờ nghe nói trăm mấy, tưởng đâu là trăm ngàn chẳng ai cho nó bỏ đó tới giờ. Tao cũng tưởng là vậy. Ai ngờ đâu gặp cái tiền lẻ không, tào lao chưa. Bà ngoại đi mà Đà Lạt chơi là bà cho ở nhà là tiền giấy trăm đó, 150 bà cho hăng với nó nè, tao tưởng đâu là tiền đó. Ai chứ ai ngờ tiền ngàn hai ngàn này. Đó là tiền ai biết đâu. Ngàn hả Tuần? Tiền con Tăng để dành đó, mày có đồng bạc để dành không? Đi học rồi để dành vậy đó. Con hăng nó không có bỏ vô heo, cũng để dành không có heo mà nó bỏ vô cái bóp. Bớt trơn rồi, trăm mấy 200 ngàn bị bỏ vô con bớt. Mới mốt không có để dành nữa. Không nữa. Bi thành chứ không kìa, bi thành chứ không. YouTube mà con đi học rồi để dành gì đó. Không nổi hả? Tại nó quên. Cha thì Trung Quốc nữa tiền sao? Để dành cho bạn già làm gì? Tặng trời, tặng cho bạn già kìa Bi Sành. Như thường xưa tặng cho bạn già kìa. Có 1 ngàn rồi cũng xếp nhét vô. Lại luôn. Ủa gì mày bỏ nực, mày bỏ di nịch trong. Rồi Bi Sành tiền của ai mà lụm dữ vậy Bi Sành? Là lụm đi chia cho nhà đây là lấy tiền để nhào vô hốt à. Về thằng Dĩ Tường ta đi học á, ta để dành cho trong heo, cũng có người á để dành trong điện thoại. Mấy triệu. Vậy đó. Ừ. Trong điện thoại cũng có tài khoản để dành đó. Để dành lần mấy triệu. Cũng nhau gì. Mày muốn không có để dành gì nữa nghe chưa? Cho ăn đi à. Cho như con ăn hết đi. Con mua đồ ăn ngon con ăn đi. Thì nào hết thì mẹ con về với cha con gửi về. Sao cái cục này là cái cục nó giò bị bệnh đó hả? Ừ. Hết chưa? Hết rồi đó, ai biết tới mùa đông như thế nào, đợi mùa đông mới biết chính xác được. Cái giò này hỏi mày té xe là mổ đó hả? Hổm nào, tao té xe lúc còn trai lận. Còn trai đó nè, mổ còn thẹo nè. Ừ. Còn cái này là xương thiệt của mình chưa hay là còn inox thêm đây? Xương thiệt rồi, lấy rồi rồi. Gãy ngang. Mày chạy xe sao dữ vậy? Người ta tông. Xe tông mà chạy xe hơi hay là xe đặc biệt? Xe Honda. Honda hả? Honda người ta tông. Lúc đó làm gì có xe hơi, lúc đó nghèo. Lúc đó gặp em The là em The chăm sóc là đâu có bị gì. Ừ. Hồi đó là trong chuyện con người yêu nó Trung Quốc rồi. Chia tay đó, cái chuyện chia tay rồi chạy đó, đụng đó dữ lắm mà, phải giỡn đâu đó. Đừng có nói là nếu mà được nhiêu tiền à Tường. Té gãy cái giò này con bồ bên Trung Quốc nó bỏ luôn hồi đợt đó đó nghe. Cái chừng đó. Đúng không? Ba da da xưa đừng mà trèo là lìa là ái rảnh tậu là xưa mà. Ai gặp phan sổ thì mà không thấy gì là nó bỏ luôn. Khu cái gì nhà sư vậy? Ai gặp The là cái giò này đâu có gì. Như tiền siêu chiều à, 19 ngàn đó kìa Tường. Là tổng gần là nhiêu? 121 ngàn đó hả? 121 ngàn có gì? 121 ngàn mỏ mà nó nhớ luôn đó. 121 ngàn này mình đem ra mình mua được gì ta? Chắc mua được bộ đồ ăn cũng được đó. Hai bộ, nghĩa là mua hai bộ 90 ngàn đó, bộ 45 ngàn đó mặc đó. Mà đồ đang mặc đó 945 ngàn đó, nhưng mà mua hai bộ cho nó đó. Bộ đen. Trai mày lựa cái màu vàng cực kỳ luôn. Màu cũng phải lựa, thấy tao mua cho đạt không? Nó màu tùm lum hết trơn kìa, còn màu nào nữa, màu này không có là nên mình lấy màu này. Màu đen. Em mang bộ màu đen với bộ màu này. Bà ngoại cho vàng rồi, mang vàng đi, bà ngoại mua vàng tổng mang vàng kìa, dữ lắm luôn. Rồi sao không nói gì cho dạ? Hả mang dạ? Sao không nói cảm ơn ngoại?
lấy đường mình xỏ ra. Thương ngoại không? Nó còn thương ngoại không? Tới chưa? Bà không lựa cái đó đâu mà nó không chịu. Lựa cái đó đâu nó không chịu rồi cái đó. Bên Tây Hầu lại đàng hoàng, cảm ơn ngoại. Ôm đồ vô thấm thiết đồ vô. Ôm vô hung tui đồ đàng hoàng lại chứ mà làm gì trời. Hung cái coi. Mong nhã này giờ nó lì lắm. Đổi tên là lì liền ha, mất dạy liền ha. Lấy bộ đồ nó cho đúng không? Rồi mẹ mua dê làm chả lạnh nè cô chú. Ăn dạ rồi ăn bữa giờ. Đi dắt chơi trễ rồi cho nên còn có nhiêu đây. Ta điện à đi với. Mấy heo nó ốm yếu à, nó bệnh giặt hoài hà. Rồi cái anh mà cuốc đất cho mẹ, nhà ảnh có nguyên cái nhà yến á cô chú. Rồi anh bán rẻ cho 100 gram á là 1,5 triệu. Rồi cái em mua 100 gram ăn thử, nhỏ lớn chưa từng làm cái này, chưa từng biết. Rồi cái em đem về Trung Quốc, rồi em lấy ra một tổ bự nhất này nè, đặng em làm ra đặng em chưng cho mẹ ăn thử. Hồi đó giờ mẹ em cũng chưa có ăn cái này bao giờ hết trơn á. Bữa nay em the à, em lại đây chị bên Mỹ gửi tiền về cho anh này mua xe á cô chú. Bây giờ thì em đi nhận nè, em rủ ảnh đi theo chung luôn, đặng ảnh lựa xe, ảnh lựa xe rồi tiền của chị gửi á. Hồi cô chú anh chị đi với em coi chị gửi được bao nhiêu tiền rồi mua xe gì nha. Ở đây rau má, rau tùm lum hết trơn ha. Hồi nãy cái chú mà chuyển tiền á cô chú, rồi điện cho em hẹn qua gặp ở trong phà chợ, mà em qua nãy giờ chú chưa có lại, nó đợi chú một chút. Và nhận tiền xong rồi em đi đổi tiền, rồi em mới hồi nữa vợ chồng anh đó mới qua, rồi em mới dẫn vợ chồng anh đó đi mua xe, cũng như là số tiền bao nhiêu gì đó, rồi anh chị lựa xe đúng số tiền đó hoặc là lựa cái chiếc mình yêu thích đó cô chú cho dễ hơn. Từ đầu thì chị đó chỉ nói là em đi lựa mua giùm đi rồi trao cho anh đó, mà em nói em không có chuyên về từ thiện, em chỉ quay cuộc sống thường ngày thôi, mà chỉ thương chỉ giúp. Thì em kêu anh đó đi theo ảnh lựa cái vừa ý của ảnh đó cô chú. Cô chú anh chị nhớ nhớ theo dõi video coi chị đã gửi được bao nhiêu tiền và anh đó mua xe gì nghe cô chú. Gặp chị Tám em qua luôn rồi, nãy chị tính đi chung mà chú gọi điện gấp quá cho nên em đi trước. Chị Tám rước con về bản luôn rồi. Bây giờ thì ở bên đây xe mắc quá à, rồi anh rủ em đi về bên chợ gần nhà ngang á, gần nhà em á cô chú. Rồi mời cô chú đi với em nha. Từ đầu là em định mua bên chợ Gò Quao, mà ảnh nói có bạn ảnh ở bên chợ nhà ngang là ngược về đường nhà em á. Rồi bạn anh kêu bán chiếc xe Wenfa gì đó, bây giờ em quay lại em coi á cô chú. Gặp anh Bảy em qua luôn rồi, anh Bảy em đi thành phố rồi. Chứ từ nay Long Thiên đó. Nay Duy nữa kìa. Nay mà lo làm chi. Đi đi về ạ. Bây giờ thì em cũng đi tới phà chợ nhà ngang rồi, đợi phà cô chú. Em thấy cái thao này em nhớ lại ký ức ngày xưa á. Hồi đó em đi xuống biển lá em bắt á, con này kêu bằng con dọp. Bữa nay thì anh này anh tên Diện, anh đi với con gái anh để hồi mua xe về đặng trai chạy một chiếc, con chạy một chiếc. Hồi nãy giờ đợi phà mà phà qua chạy vô chưa được nữa. Bữa nay nước lớn á cô chú, rồi lục bình quá trời luôn rồi, cho nên chạy ghe vô ghe ra hoài mấy quận, cho nên nãy giờ mới lên được phà nè. À nãy giờ em quên nói nữa, cái chị mà Anita ở bên Mỹ á, chị gửi cho anh Diện này nè là 300 đô. Rồi em đi đổi ra tiền Việt á, là được 7,260,000. Mà em đưa chẵn cho ảnh luôn là 7,300,000. Bây giờ thì lên cho ảnh coi xe bạn ảnh chỉ như thế nào. Thì nếu mà ảnh mua nhiều á, thì ảnh bù vô.
Còn mua dư mua thiếu gì đó thì em đưa hết tiền đó cho ảnh. Ảnh muốn làm gì đó thì làm. Tại vì kênh em không phải làm về từ thiện á cô chú, cho nên em không có gành mấy chuyện này. Chỉ nghe nói anh này bị mắc xe, chỉ thương rồi chỉ gửi về cho ảnh mua xe, thì em đi trao tiền giùm thôi, chứ em không có mà chuyên về bên từ thiện, cho nên em không có gành. Cho nên có gì sơ sức mong cô chú anh chị thông cảm. Bây giờ thì em mới đi qua đây coi chiếc xe nè cô chú. Em tưởng nó là cái tiệm xe, ai ngờ đâu chỗ người ta sửa xe, rồi cái bạn của anh chủ tiệm sửa xe này nè gửi chiếc xe này bán. Chiếc xe này chiếc xe của Enfa, người ta chở tôm. Em nhìn thì thấy nó tàn quá à. Anh nói bạn anh chỉ, rồi em cho ảnh coi, rồi kêu ảnh chạy vòng thử, rồi em hỏi ảnh là anh thấy sao. Em á thì ngày mai là em đi lên Sài Gòn rồi, đặng lên ba em, xong thì lên đó rồi sẵn đi qua bên sân bay rồi bay về Trung Quốc cho nó tiện á cô chú. Cho nên em không có nhiều thời gian. Hồi nãy em đang làm ở nhà đó, rồi cái chú điện mà qua nhận tiền á, em chạy đi liền luôn đó. Em mới kêu anh Diện này lại, em nói là bàn tính coi sao, chứ em thấy chiếc xe này nó tàn quá à. Ảnh thì anh nói cái máy nó còn nghiêm lắm, nhìn cái vàng lông nó vậy đó, chứ ở trong không có sao hết. Thì em nói em tôn trọng quyết định của ảnh, ảnh mua cái nào thì em đưa tiền cho ảnh mua. Tại vì chị đó gửi tiền về là gửi cho ảnh chứ không phải là gửi cho em. Em không biết nữa. Từ đầu thì chị kêu là em đi mua giùm luôn, rồi chỉ trao xe cho anh này thôi. Nhưng mà em nói là em không có gành về cái này, cho nên em để cho ảnh đi đi mua tự lựa cho vừa ý ảnh đi. Rồi bao nhiêu tiền thì chị đã gửi thì em đưa hết cho ảnh. Có bớt nhà nào? Đô bữa nay thì xuống rồi cô chú, còn có 2.420.000 hà. Rồi hồi nãy em đổi ra 300 là được 7.260.000, mà em nói em đưa cho ảnh chẳng 7.300.000 luôn. Rồi ảnh mua chiếc xe này là 8.000.000, mà điện thì người ta bớt được 500, còn 7.550.000. Rồi ảnh bù thêm vô 200.000 nữa. Rồi nghe nói ngày mai đi qua sửa gì nữa đó, qua sửa là tính tiền thêm. Là cái phần đó của ảnh em không biết. Mới chiếc xe thì đẹp hơn xe này, mà có giấy để nó 5.500.000 là để cho giống là cho ảnh luôn đó.
bao nhiêu vậy? 30 tờ đó. Là mua xong rồi cô chú ơi, giờ đang chạy về, rồi ngày mai anh chạy qua đang cho người ta sửa lại vài thứ nữa, quen với anh á. Đó, chiếc xe xong rồi đó cô chú ơi, giờ xuống bà đi về qua nhà anh Diện. Hồi nãy em đi rồi cái ngang cái mẹ nói khi nào mua xe về ghé cho mẹ coi, mẹ mừng với ảnh. Rồi ảnh đi ghé vô cho mẹ coi nè, rồi mẹ mừng lắm luôn. Mẹ nói ảnh cũng nhờ chị đó giúp, rồi kêu ảnh là cảm ơn đồ này kia vậy đó cô chú. Ảnh thì ảnh nói chiếc xe này nó còn zin gì đó, chạy nó rất là tốt, giá này thì cũng rẻ. Mà em thấy chiếc xe ở ngoài thì nó tàn dữ lắm luôn, em không có chạy cho nên không biết như thế nào. Tại vì người ta chở tôm á, có chất axit đó, em thấy nó gỉ xét hết trơn mấy con ốc này kia luôn. Rồi cái đồ gắt chân ở sao nó cũng sụi đơ xuống luôn. Còn trước thì cái đèn xe ở trước đó, cái đầu đó cô chú thấy không, quắn bằng keo đen hai bên luôn. Em nhìn em không có chịu, em không có thời gian, mà em còn nói với anh nhiệt tình nữa. Em nói bây giờ anh không chịu quá thì mình đi vài tiệm đi, coi như thế nào, mình không được thì hãy quay lại mua. Mà anh nói là nhất quyết là anh mua chiếc này, anh nói chạy nó tốt này kia, với lại anh nói giá tiền vậy là mua chiếc này cũng phải rồi. Thì em tôn trọng ý kiến của anh. Quá rồi, cái nó nói mẹ con nói mẹ ăn đi sửa điện thoại cho con. Đi, xuống nhà anh nè, xuống nhà anh cái cảm ơn chị đó, cái rồi mình về. Về cho coi măng nữa. Trễ lắm rồi. Trời ơi, mình đồng tiền của ta mình cảm ơn đồ vậy đó mà Diện ơi. Bây giờ thì em đi xuống nhà anh Diện cho vợ chồng ảnh nói tiếng cảm ơn chị Anita. Sáng mai là em về Trung Quốc rồi, giờ này là 5 giờ mấy chiều Việt Nam mình rồi đó cô chú. Cho nên em rất là gấp luôn, mà em nói với ảnh không được thì chỗ khác, mà ảnh nói anh mua. Rồi bây giờ thì em về tới nhà anh đây nè. Chị Anita ơi, mà em cũng trao tiền cho anh Diện, anh đi mua xe rồi, nãy giờ chị cũng thấy rồi đó. Giờ thì vợ chồng ảnh muốn nói tiếng cảm ơn với chị á. Rồi anh nói gì ạ? Cảm ơn chị Anita. Gửi tiền cho anh mua xe. Cảm ơn chị nha chị. Không biết nói sao thôi. Cảm ơn chị Anita. Lòng cảm ơn chị. Có xe chạy như bạn cũng mừng. Ảnh thì tại vì xe anh bị mắc á, rồi có chiếc xe con ảnh nó nghỉ hè nè, cho nên vài bữa đi học anh cũng có xe đi, cũng nhờ chị gửi tiền cho ảnh á, rồi ảnh mua được chiếc xe, anh cũng vợ chồng cũng mừng lắm á. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vợ chồng ảnh nói kêu tên nó khó kêu không có được, cho nên chị thông cảm nghe chị. Rồi chụp hình chi vậy? Cứ nói khoảng 3 giờ đây. Bây giờ xe cái nhà đó anh đánh thầu đó hả? Ừ. Vậy đó hả? Anh làm bao nhiêu rồi hả? Làm lúc trước là 7-8 người. Nghe mẹ em khen đẹp quá trời đó. Bây giờ thì công chuyện càng... Nghe nói là dán gạch rồi tới trên nóc nhà đúng không? À, phải nóc rồi. Nghe mẹ em nói anh đánh thầu gì cũng đâu có dư giả gì đâu, anh đánh gì anh kêu người ta làm, không kêu người ta làm.
chuyện mình ở xa quê mình làm khỏi đi làm xa thôi. Dư rồi làm gì muốn dư gì chứ sao trời. Có thằng cái cũng con cái gì đó. Thôi vậy em đi về. Chị làm trước tiên cảm ơn hai chồng tôi nha. Nghe nhớ nhớ nói chị đó nghe tôi nói chuyện kia gần hơn. Cảm ơn vợ chồng mừng dữ lắm giờ có chiếc xe cho em chạy tới chạy lui. Cảm ơn ảnh chị. Em cũng mừng nữa. Chứ chị em biết nào có tiền mua đâu. Em ngày mốt em đi rồi. Ngày mốt về bển rồi. Ngày mai là em đi rồi. Bắt đầu lên thành phố rồi đó. Chịu giờ đi bỏ con nhà bù lăng bù lóc gì nè ông bà cô chú. Ở nhà với bà ngoại, ngoại cho chơi điện thoại rồi không có gì ăn mà ngoại nấu mì cho ăn thôi kìa. Ngồi vừa ăn vừa coi vậy đó. Rồi mẹ kể nãy giờ dẫn đi vòng vòng chơi á. Rồi nó nói bữa nay bà ngoại đút cơm cho con ăn được rồi. Thì con ở đây với bà ngoại luôn, con nghỉ về Trung Quốc rồi. Hôm bữa giờ bà ngoại không có đút cơm cho con được à, bữa nay mẹ con không có nhà ngoại đút được rồi. Vì là con sống với bà ngoại được rồi đó. Nghe mẹ kể em mới cười mới chết vậy. Bây giờ thì chuẩn bị đồ đạc này kia là ngày mai là lên đường, lên thành phố. Ngày mai tranh thủ còn buổi sáng chở Di Tường đi ăn rồi mua đồ thể dục á cô chú. Rồi đưa nó qua trường cho nó vệ sinh trường. Rồi á, em chiều là em đi xe A Châu lên trên Sài Gòn rồi. Tại vì dưới quê em thì có một chuyến xe dắt chiều vậy đó, với dắt sáng sớm. Mà sáng sớm thì lu bu lắm, con nít nào em đi dắt chiều tối. Video của em cũng khá dài rồi, xin được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video vào ngày mai.